theo, mời hai đô vào giữa giới. Hai đô chuẩn bị nghe hiệu lệnh trọng tài chống xe đài. Vâng, kính thưa các cụ, thưa toàn thể nhân dân, xe đài của bộ môn vật dân tộc là bắt buộc, cho nên chính vì vậy các đô vật khi vận bộ môn vật dân tộc thì bắt buộc phải học xe đài. Đó là quy định của bộ môn vật dân tộc. Ba bước tiến lên là để bái tổ, ba bước ra, ba bước vào là các động tác khởi động và cũng là nơi đào tạo ra các đô vật. Vâng, hai đô xin mời đô phố đỏ và ban tổ chức. Vâng, chúng tôi cũng xin nhắc tất cả các quý đô là xe đài ba bước tiến lên là nhìn hướng vào đình, hướng vào đình, tất cả đều phải hướng vào đình, không được quay lưng vào đình, đấy là nguyên tắc. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Vâng, hiện nay đầu đèo 1 đô Ngô Thành Tân của Vĩnh Phúc xin giữ, hiện chưa có đô nào xin theo. Đầu đèo 2 đô Nghiêm Đình Cảnh của Yên Phong xin giữ, vẫn chưa có đô nào xin theo. Vậy thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin kính mời các quý đô đã về tham dự giải vận thôn Trùng Quán khẩn trương mạnh dạn lên gặp ban tổ chức để đăng ký xin theo các đầu đèo trên. Ngoài giới và hai đô vào giữa giới, trận đấu tiếp tục. Vâng, đề nghị bà con cho một tràng pháo tay thật to để cổ vũ tinh thần cho hai đô của chúng ta thi đấu ở đầu đèo 3 rất tích cực. Chúng tôi xin thông báo yêu cầu giải đầu đèo nhất là 1 triệu đồng cùng đầu đèo nhì là 700.000 đồng và đầu đèo 3 là trị giá 500.000 đồng. Vậy ban tổ chức chúng tôi xin thông báo như vậy để cho các quý đô cũng như là toàn thể các cụ công các bà và nhân dân quý khách được biết. Ngoài giới, mời hai đô vào giữa giới, trận đấu tiếp tục. Xin nhắc nhở đô khối đỏ cái keo vật vừa qua cũng như là tất cả các đô vật khác trong bộ môn vật dân tộc chỉ được phép túm vào đai khố và khố 3, không được túm vào đuôi khố, tuyệt đối nghiêm cấm không được túm đuôi khố và lá đề, đấy là quy định của bộ môn vật dân tộc. Vâng, hai đô tiếp tục thi đấu. Vâng, mời hai đô vào giữa giới. Chúng tôi cũng xin nhắc lại thể lệ luật dân tộc mới nhất là nếu các đô vật cùng ở tư thế bò mà bất cứ một phần thân thể nào ra khỏi vạch vàng, tức là trọng tài sẽ cho dừng trận đấu ngoài giới. Đó là tư thế bò. Vâng, chúng tôi xin nhắc lại như vậy để cho các quý đô được biết. Lần này ở Lèo Cường, đô Nguyễn Văn An sắp sơn giữ. Xin mời các đô nhau. Vâng, chúng tôi xin thông báo là anh Hùng ở Tiêu Sơn có một phần thưởng ủng hộ cho câu lạc bộ trị giá 500.000 đồng.
Châu. Vâng, chúng tôi xin nhắc lại là anh Hùng ở Tiêu Sơn có một phần thưởng ủng hộ cho câu lạc bộ Vận Trùng Quán trị giá 500.000 đồng. Vâng, thay mặt cho câu lạc bộ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh Hùng và xin kính chúc anh cùng toàn thể gia đình một năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Trân trọng cảm ơn. Chúng tôi xin nhắc lại hiện nay đầu nèo nhất đô Thành Tân của Vĩnh Phúc xin giữ, vẫn chưa có đô nào xin theo. Đầu nèo 2 Tân Yên Bình Cảnh của Yên Phong xin giữ, cũng chưa có đô nào xin theo. Vậy thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin mời tất cả các quý đô về tham dự lễ hội truyền thống Thôn Trùng Quán, mạnh dạn lên gặp ban tổ chức để đăng ký xin theo các đầu nèo trên. Vâng, chúng tôi có một cái giải đầu nèo thường, hiện nay đô Nguyễn Văn Nam của Sóc Sơn xin giữ, cũng chưa có đô nào xin theo. Vậy thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin thông báo để cho các quý đô mạnh dạn lên gặp ban tổ chức để đăng ký xin theo các giải trên, các đầu nèo trên. Xin mời trọng tài thanh chỉnh lại cho đô khố đỏ. Mời hai đô vào giữa giới. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận đấu tiếp tục. Anh ơi, anh đọc khố cho các con tỉnh ra một tí. Vâng, hiện nay đầu đèo 2. Xin mời hai đô đứng giữa giới. Chúng tôi xin công bố kết quả trận thi đấu đầu đèo 3 vừa qua. Ở trận thi đấu đầu đèo 3 vừa qua, đô Nguyễn Đức Minh của Hà Tây cũng mang khố xanh thắng.